Em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay nhà vườn em lại lên một số mặt hàng thuần cho các bác sưu tầm. Giò đầu tiên em lên là giò hoàng thảo Henry, một có giá 400k. Rồi, rất là to nha các bác nhé. Trồng trên một cái cục nó dài tầm khoảng 80 phân đến 1 mét đây. Người mẫu B còn phải lấy đùi để đỡ vào này các bác này. Nó đang có nụ nha các bác nhá, đang có nụ về cho các bác chơi nhá. Đấy, vẫn còn nụ đây, về các bác vẫn còn chơi được hoa nha các bác nhá. Đấy. Giò này 400 nghìn. Đấy, rất to, trồng trên cục lớn to nha các bác nhá. Rất nhiều thân hoa năm tới. Đấy, thân tơ rất là nhiều luôn. Đấy, những thân lá này là thân hoa của năm sau ấy, xanh mướt mượt này. Rồi, tiếp theo mã 86 kiều vàng 180k. Mã 88 kiều tím 260k. Kiều vàng 60k. Kiều vàng. À, kiều vàng 160k. Mã số 95 là một giò đuôi cáo gồm có 6 cây to. 6 cây cáo rất to nha các bác nhá. Lá đang mở đi mầm đây rồi. Lá ngọn đấy các bác nhìn xem, cái ngọn của nó mở xanh mướt kìa. 350k. 6 cây rất là đẹp. Ngọc thạch 3 màu. Rồi, ngọc thạch 3 màu nha các bác nhá. Giò này thì của anh em người dân, người ta nhờ bán hộ thôi. Đây, của người dân người ta hay trồng ở cái giớn vuông vuông người ta đẽo đây. 200k. 200 nghìn nha các bác nhá. Rất là nhiều thân tơ đấy ạ. Lá của người dân thì người ta để phơi nắng thì lên là lá của nó rất là vàng, cả cái giò gà này cũng vậy. Mã 94, đùi gà tròn. Đấy, đùi gà tròn 250k. Dân bản người ta trồng, người ta không cho ăn phân, ăn thuốc mấy, thế nên là nó cây của nó không được to mập nha các bác nhé. Phải cho ăn phân cơ thì nó mới mới to. Gồm 19 thân tơ. Cái giò này được 19 thân tơ, 19 thân hoa nha các bác nhé. Đấy, giò bao tiền ô? 250k. Mã 93, đùi gà tròn 200k. Đấy, các bác người dân người ta trồng rất là điệu nghệ. Giò thuần rất là lâu ấy các bác ạ. 200.000, giò này được mười mấy thân nhỉ? 13 thân tơ. 13 thân tơ nha các bác nhé. Mã 62 kiều tím 500k. Kiều tím này thân rất là dài nha các bác nhá. Thôi có thân dài đến 70 cm nha các bác nhá. Đấy, rất nhiều thân tơ. Sơn thủy tiên mã 04 160k. À, cái giò ấy, cái giò gà ấy thôi bán rồi. Mã 98 kiều vàng 200k. Đấy, cái giò này thì nói chung là nó bị vỡ mất một tí chậu, em đã lồng một chậu khác vào cho các bác rồi nhá. Lồng chậu mới luôn vào rồi. Đấy, thân tơ rất là nhiều này. Toàn thân tơ xanh mơn mởn luôn. Đấy. Mã 99 ngọc thạch 3 màu 200k. Đấy, của người dân người ta trồng nó đã thắt ngọn tròn nó ủng hết rồi, của nhà em mà ngọn nó vẫn còn đi đây các bác này. Tại vì là mình tưới tắm nó nhiều, chứ còn người dân là người ta chỉ có thế để trên mái nhà, thường người ta toàn để trên mái nhà thôi. Mã 100 tam bảo sắc. Tam bảo sắc 100k. Mã 100 và cũng là 100.000, hàng nguyên bản nha các bác nhá. Có cả nấm này. Được 1 2 3 4 5 6 7, đang cặp lá thứ 8 rồi các bác nhá. Đấy, xếp rất là đẹp ạ.
Ok. Đá thì quá ok, không lỗi lầm tí nào. Cây này người ta đi rừng người ta chặt được mỗi một cây, thế nên là cầm nó rất là cẩn thận. Mã 21 phi điệp tím cũng 100k. Kiều cam 150.000. Kiều cam 150.000. Mã 51 đuôi cáo. Cùng có 6 cây. 6 cây nhá. 300k. Đuôi chồn. 200. Đuôi tròn. Giò này có 6 cây. 200k. Đấy, giò này thì thuần rất đẹp rồi các bác nhá, rễ rất ok rồi nhá. Rễ bám vào gỗ rất nhiều rồi, gồm có 6 cây. 6 cây 2 cây to và 4 cây tầm trung nhá. Đấy, năm sau 200. Thì làm 6 bông hoa là ok rồi. Mã 82 Long Tu Xuân. 150k. Thân rất là to các bạn. Đấy, thân bắt đầu đang đóng thân rồi, rất là to và ngọn vẫn đang mở lá, vẫn đang đi đây. Giò Long Tu Xuân tiếp cạnh. 108. Long Tu Xuân. 180k. Mình để đường rẻ nửa đây, úp xuống để cho cây nó phải xuống nhìn nó mới dễ một cây. Đấy, 180.000 các bác nha, Long Tu Xuân. Nhiều bác thì cứ bảo là Long Tu Xuân sao của nhà mày bán đắt thế, thế nọ thế kia, và so với hàng của Lâm Đồng thì thật sự với các bác này em không so được, tại vì hàng nhà em là hàng Long Tu Xuân Bắc và Hoàng Thảo Vôi Bắc nha các bác nhá. Thế nên là nó không ấy được đâu, nó không giá nó không rẻ được bằng với hàng của hàng bên Lào người ta trồng các bác nhá. Hàng Lào người ta nhập về thì giá nó rẻ, còn hàng Bắc của anh em nhập thì giá nó rất là cao rồi. Thế nên các bác thông cảm. Ý Ngọc mã 05. 150k. Kim Điệp Xuân, mã số 07, 150k. Mã 61, Vanda Uyên Ương, 200k. Mã 92. 500k. Giò rất to nha các bác nhá. Giò rất là to luôn đấy ạ. Và thân nó cũng dài. Đấy, rất nhiều thân tơ về cho các bác năm sau. À đúng rồi, tháng 3 năm sau các bác chơi hoa thì rực rỡ luôn. Về các bác không thích cái chậu nhựa đấy thì các bác lồng cho em một cái chậu gỗ vào. Và cứ thế các bác cắt cái chậu đen các bác cho cứ để nguyên cái bộ rễ cho vào khác, nhưng mà sau khi thay chậu thì các bác phun cho em một liều phi san vào nhá, cứ 1cc một lít nước phun thật đẫm vào để cho nó sát khuẩn nhá. Còn một giò gà đằng sau cái giò hen gì kìa. Để phun đấy để sát khuẩn để cho cái bộ rễ của nó không hỏng nhá, tại vì lúc các bác thay chậu thì lúc cắt cái chậu ra thì kiểu gì các bác cũng làm ảnh hưởng đến rễ của nó là cái chắc chắn rồi. Thì các bác sát khuẩn cho nó thì lúc đấy là nó sẽ không bị thối từ rễ vào, và các bác cứ phun xong cắt nước cho em ngày một ngày, nó không cần nhiều, nó mùa này chỉ cần một ngày thôi. Ok, tiếp đi. Mã 85, một giò đùi gà tròn nữa, 230k. Giò này cũng rất nhiều thân tơ ạ. Đấy, một là các bác phi san, hai là các bác Hùng Nguyễn được nha các bác nhá. Hùng Nguyễn cũng sát khuẩn rất là tốt ạ. Giò trồn này, giò trồn 3 cây kìa. 200. Ô, chưa làm giá à? Chưa. Bao nhiêu? 200. Giò trồn có 3 cây ạ. 200k. 3 cây rất đẹp nha các bác nhá. Xoay, xoay một vòng. Đấy, hàng đã thuần rất ok rồi. Trồng trên một cái đĩa dớn phi 20. Đấy. Ok.
Đây, lên mấy cái này trước xong hài sau. Bán bao giờ bằng được thì thôi. 368 Hạc Vĩ Thiên Cung 200k. Nhà em thì bán hàng là mã với các thứ, nhà em không bao giờ thay đổi mã đâu, vẫn cứ để nguyên đấy, bán được cái nào thì lại lấy cái khác thay thế vào thôi. Mã 64 mã vẫn giữ nguyên. Gồm có hai thân dài 17 cm rồi ạ. Và đang có thêm 7 mầm mới nhá. Hai thân dài mỗi thân 17 cm, cây đã đóng ngọn, đóng thân rất đẹp nhá. Mình giơ ngón tay vào cho các bác áng cho cái thân của nó. Đấy, thân lên rất là to rồi. Phình thân rất to rồi. Hoàng thảo kèn như thế này thì nó là rất to đấy. 300k. 7 mầm mới đang lên nữa nhá. 300.000 hoàng thảo kèn. Mã 24 hồng nhạn. 150k. Mã 08 kiều dẹt. 350k. Cái giò kiều dẹt này ấy, thì nó đang lên thêm được 7 cái mầm mới nha các bác nhá. 7 mầm mới đang lên. Và khi mà nó mở lá hết thì một giò này lên nó rất là đẹp ạ. Mã 90, một giò hoàng thảo kèn nữa. Gồm một thân dài 25 cm và ba lên thêm 3 mầm gốc nữa. Đấy, 3 cái mầm gốc nó đang lên rất đẹp đấy các bác nhá. 3 mầm gốc đang lên 200k. Rất đẹp đấy. 200.000. Một thân dài phải thân đấy phải dài 30 chứ 25 không hết được. Mã 91, một giò hoàng thảo kèn nữa. Một thân dài thân 20. Và lên thêm 3 mầm mới. 3 mầm mới cũng đang lên rất đẹp đấy các bác nhá. Và giò này thì đang sưng hết lụ hoa rồi nhá. Lụ hoa đang sưng đây rồi. Về các bác có hoa chơi luôn. 250.000 nhé các bác nhá. Trên hài mấy chậu hài bé, hài đuôi công. Ở đây, mấy chậu đấy. Mã 101, hài đuôi công. 250k. Hài đuôi công ấy, mặt hoa của nó như thế này nhé các bác nhá. Mặt hoa đây. Đấy. Giò này thì có hai bông hoa đang nở ấy rồi và còn mấy cái lụ nhỉ? Còn ba cái lụ nữa nha các bác nhá. Còn ba cái lụ nữa về các bác vẫn cứ chơi thoải mái. Hai này thì chơi hoa nó rất là bền. Đấy, độ bền hoa của nó lên đến 1,5 tháng nha. Về các bác cứ tưới vào gốc cho em thôi, không phải tưới vào, đừng có tưới vào hoa thì các bác có mà chơi thì thoải mái luôn. 104 hai cốc si. 200k. Mã 104 nha các bác nha. 200.000 hai cốc si. Để dơ cái chậu hài coxi các bác xem hoa. Đây mặt hoa của hài coxi nó sẽ như thế này nha các bác nhá. Đây hoa đây. Đấy, bông rất là đẹp nha các bác nhá. Mã 104 200k. Hoa rất là bền luôn, cái chậu này nó nở hoa cách đây phải được tầm khoảng 3 tuần rồi đấy. Từ cái hôm em mang ra bán đến giờ đấy là nở được 3 tuần rồi. Đang bán à? Cái đây không. Đấy để các bác xem hoa trước. Trước nó chưa nở thì mới bán đến giờ thì thôi. Cho bán những giò có lụ cho các bác về các bác còn chơi được hoa. Bán chưa? Chưa. 102 hài đuôi công 200k. Đấy giò hài đuôi công này thì được hai cành hoa nha các bác nhá, nhưng mà một chậu rất là đẹp luôn ạ. Rất nhiều mầm tơ, năm sau thì cái chậu này thì sẽ rất nhiều hoa nha các bác nhá. Năm sau chậu này rất nhiều hoa luôn đấy. Được hai bông hoa. Có. Ăn bên cạnh. Mã 44, hai cốc si nữa. 150k. Giò này gồm có hai cành hoa nha các bác nhá. Gồm hai cành hoa. Rồi ok, cốc si. Đấy, còn một giò hai đuôi công nữa đây. Ừ đấy. Chậu to cái thôi để hôm nào trồng lại thành chậu bé cho nó. 103 hai đuôi công. 250k. Đang có hai ngóng hoa rồi. 23. 1 2. Giò này được hai ngồng hoa các bác nhá, nhưng mà thành một chậu rất là to đấy. Chậu này là chậu phi 25 nhá các bác nhá. Đấy. Lá rất là đẹp, không lỗi lầm tí nào. Quá ok luôn. Thôi. Mã 46, tóc tiên hương dừa. Tóc tiên hương dừa nhá các bác nhá, đang bắt đầu đang nở được mấy bông hoa đấy nhá. Thử ngửi xem thơm không?
xong rồi cảm nhận xem mùi nó giống mùi gì. Mùi dừa. Mùi dừa đúng không? Dừa. Từ từ quay báo giá đâu mà 150k báo đó. 150.000 các bác nhá, đang được mấy bông hoa về cho các bác thưởng hương luôn. Cái dòng này thì hoa của nó rất là bền nhé các bác nhé. Cứ yên tâm một điều là hoa rất bền. Kể cả lúc hoa tàn rồi mà vẫn còn mùi hương nhé. Hoa tàn rồi, vẫn còn mùi hương luôn. Má 105, một giò tóc tiên hương dừa nữa. 150k, đang có hai nụ hoa. Đấy, 105 là một giò, cũng giò tóc tiên đây. Đang có hai cái lụ ấy các bác nhé. Về các bác cũng có hoa để ngửi. Rồi, ok. Thơm lắm. Đấy, vợ em đã bảo cho vào phòng ngủ một giò để ngửi rồi đấy. Quế trắng tháng 8, má 36, 300k. Giò này có 3 cây và được 3 cành hoa các bác nhé. Nở một cành rồi còn 2 cành nụ thôi. Chưa. Đấy, bắt đầu giò đấy. Mã 66 Kiều Vuông, 300k. Kiều Vuông 300. 54 Hoàng Thảo Vôi, 200k. Xoay một vòng đi, xoay. Không xoay thì mặt sau biết làm sao được, có cây không. 200.000 Hoàng Thảo Vôi, mã bao nhiêu nhỉ? 54. Mã 54 nha các bác nhá. Mã 76 đuôi tròn, 300k. Giò này có 9 cây ấy. Giò 300.000 đấy nha các bác nhá. Mà cây của nó thuần rất là đẹp rồi. Đấy, trồng trên một cục gỗ cũng khá là to. Và cục gỗ, cái dòng gỗ này là gỗ người dân trên em là người ta chặt về làm nhà sàn nha các bác nhá. Thế nên là gỗ rất là chắc, các bác cứ yên tâm. Độ bền của gỗ này được rất là lâu. Mã 72 Ý Ngọc, 150k. Mã 79 đùi gà dẹt, 220k. Mã 75 quế trắng tháng 8, 350k. Đấy, quế trắng tháng 8 thì các bác cũng biết rồi. Cái dòng này thì các bác mua rẻ nhất thì bây giờ trên thị trường cũng bán cho bác 100 một cây. Nó tầm khoảng 4 đến 5 cặp lá, 100.000. Đấy, về các bác trồng em chưa tính tụt lá là còn bao nhiêu lá nữa. Nhưng mà đây em đã trồng cho các bác thuần hết rồi, 350.000 rồi ạ. Một giò quế trắng tháng 8 nữa. Mã 74 cũng 350.000. Để trồng được một giò này thì ít nhất nó phải tụt đến tầm khoảng 2 đến 3 cặp lá là chuyện quá bình thường nha các bác nhá. Riêng quế, dòng đơn thân, quế là 1, trồn là 2, tam màu sắc là 3. Đấy, 3 cái thằng đấy này nó tụt lá thì thôi rồi luôn. Mã 70 Kiều Tím, 300k. Giò Kiều Tím thuần trên một cục gỗ nha các bác nhá. Rễ rất là nhiều, rất khỏe rồi ạ. Trồng được hơn 1 năm rồi nhá. Chuỗi ngọc mã 27, 180k. Mã 80 da báo, 300k. Giò này gồm có 6 cây to, rễ lên chi chít rồi ạ. Lá rất đẹp rồi các bác nhá. Căng hồi lá rất đẹp rồi, căng đẹp rồi, cây rất khỏe rồi ạ. Đấy, cây cứ phải lá căng đét như này thì nó là khỏe, chứ còn cây mà lá mà ỉu ỉu là chưa ăn thua. Mã 71 vạch đỏ, 200k. Ok, à kia còn giò long tu đá xin hồ. Mã 78 long tu đá xin hồ, 180k. Hàng đã thắt ngọn và đóng thân rất đẹp rồi các bác nhá. Cây thì quá ok rồi. Rồi, ok, chào đi. Còn một giò đấy.
Mã 48 Sơn Thủy Tiên 350k. Chào đi. Chào đi. Anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em là cái lối Zalo rồi nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.